được. Hả? Bố, về từ bao giờ đấy hả bố? Bố vừa về thôi. Xem tivi, xá đi cái gì cả. Làm gì đâu bố? Hai đứa, ở nhà học hành như nào rồi? Trời ơi bố, bố vừa về nhà xong, đừng hỏi về cái đấy nữa. Mà bố đi công tác về, bố có mua cái gì cho con không ấy hả bố? Vừa về nhà, quá về trắng ra. Đây, chúng hai đứa đấy. À, có biết con, mua con mà. Anh, của anh mà. Không, đây là hộp vẽ của anh thôi. Hộp to, đây là của em anh ạ. Đưa đây. Anh đây. Của em. Của anh. Thôi. Mua hộp của con mà bố hộp thử. Con lớn rồi. Mua hộp bé. Rồi em, ăn hộp to nhá. Thôi, không ăn hộp nhỏ đâu. Nhỏ ăn ít lắm, ăn hộp to mà. Thôi, con cầm tạm. Hôm sau, bố mua hộp to cho nhá. Hả? Anh đi làm rồi về mà. Hả? Mà anh đi làm về mà rồi. Anh lên trên tầng nghỉ đi. Để dưới em trông hai con cho. Wow. Em ngồi đây hỗ trợ hai con. Em sẽ kiếm một cái tí. Tí xuống thơm nhá. Anh đi. Đi đi. Không tranh đồ ăn của con tao. Mất rồi. Đứa ngoại của mày nhá. Vừa rồi dành ăn với con tao. Ngủ thích không? Đứa ơi, mẹ cho con mày. Mà cái này cho mẹ. Vâng. Wow. Mày nè, nhắm lại bé luôn. Chính ăn gì cả anh. Ăn đi con. Ừ, sao chị này lấy đồ ăn của mình. Nó cho em nhớ nhở. Hiếu, đã ăn đi con. Vâng ạ. Em cứ ở nhà, chồng hai con, anh đi làm, rồi anh về sớm thôi. Hôm nay, em muốn nhiều món thì ăn lắm đấy. Em về sớm, cứ mẹ con em nhá. Ừ, thôi được rồi, anh đi làm nhá. Bố, bố ơi, cứu con. Bố, cứu
Cô làm gì có tôi đây hả? Anh về ông nào đây ạ? Sao anh không gọi cho em trước? Bố, tôi gọi cho cô trước thì làm sao lấy được những cảnh này hả? Anh ơi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô định trốn đến bao giờ nữa? Tôi đã quan sát cô bao lâu lại rồi đấy? Đến giờ thì cô hết đường cãi nhá. Anh ra lỗi cho em đi mà. Bố, cô đừng đuổi mẹ đi mà. Mẹ biết nỗi rồi mà. Không được, tôi cứ để cho cô ra đi thì cứ ra mới biết. Thế nào là gia đình? Anh ra lỗi cho em đi mà. Em không biết đâu cả. Không biết đi đâu á? Đấy là việc của cô. Từ giờ tôi với cô không có quan hệ gì nữa. Cô đi đâu? Cô đi đây. Đừng có ở bên này. Mai con đi vào. Bố, cô đừng đuổi mẹ đi mà. Xe con mày, tôi chở về, tôi trả thù bố con anh. Đi thì đi.